Mẹ làm gì đây? Mẹ nhảy ra. Mẹ. Mẹ. Mẹ làm sao đây? Mẹ làm gì đây? Mẹ không còn mặt mũi nào nhìn con nữa. Mẹ không còn mẹ tự tử. Hả? May mà Dũng phát hiện ra. Đi, anh đưa em đi. Em không hiểu tại sao mẹ lại làm như thế. Thì mẹ phải làm đến mức đấy, nghĩa là đã quá tuyệt vọng rồi. Anh nghĩ là mẹ đang rất cần em lúc này. Đi em. Vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện nên tâm lý mẹ rất là hoảng loạn mới dẫn đến những cái hành động như thế. Bác sĩ vừa nói với anh là gia đình mình cần phải tìm một bác sĩ tâm lý để điều trị cho mẹ để tránh trầm cảm. Thì việc đấy anh sẽ lo. Bây giờ chỉ có một mình em đây với mẹ thôi. Cho nên là em phải mạnh mẽ lên. Em phải là chỗ dựa cho mẹ đấy. Anh Huy, anh còn yêu chị Thi không? Anh có coi thường gia đình nhà em không? Sao em lại hỏi thế? Anh cũng là gia đình của em mà. Phụ nữ vốn dĩ đã là nạn nhân của cảm xúc rồi. Thế cho nên là từ giờ trở đi, tất cả những việc trong gia đình ý, thì anh em mình phải lý trí mà quyết thôi. Mạnh mẽ lên. Cậu còn phải đón cháu đấy. Ngày đó em vẫn thường khóc thầm trong